Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nóng hôm nay của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sự phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Luật đất mới sẽ gỡ nhiều thế bí cho Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo trong vụ án kit test Việt Á. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Trong vụ kit test Việt Á, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận án sơ thẩm 18 năm tù về tội nhận hối lộ, số tiền 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỷ đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng nhiều bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt có bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính Bộ Y tế. Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chứng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Chính vì thế, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam nhằm tăng miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là ở các nhóm nguy cơ cao. Đối tượng tiêm, cán bộ y tế, người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người trên 18 tuổi chưa tiêm mũi nào và phụ nữ có thai. Liều tiêm, nếu chưa tiêm liều nào thì tiêm ngay một liều, nếu đã tiêm thì tiêm thêm một liều cách liều trước đó ít nhất 6 tháng bằng vaccine được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Phụ nữ có thai tiêm một liều vào mỗi thai kỳ và tiêm vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, ưu tiên tiêm vào giữa đoạn giữa của thai kỳ. Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh vừa huy động công nhân, máy móc để triển khai dọn rác tại khu vực kênh nước đen. Công tác vớt rác được thực hiện từ ngày 13 đến hết ngày 16 tháng 5. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa đã triển khai nhiều giải pháp để cứu kênh nước đen như đặt biển báo, lắp camera giám sát, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân không xả rác xuống kênh, bảo vệ môi trường sống mỹ quan đô thị. Trước đó, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh từng phản ánh kênh nước đen quận Bình Tân vẫn kín rác sau 2 năm cải tạo, dòng kênh trở thành bãi rác khổng lồ với rác thải, lục bình phủ kín mặt nước, nguy cơ tái ô nhiễm là rất lớn. Cầu treo Đạc Rông, huyện Đạc Rông, tỉnh Quảng Trị nối đường Hồ Chí Minh nhánh Tây với quốc lộ 9 là tuyến đường huyết mạch nối với Lào, Thái Lan qua cửa khẩu quốc tế La Lây. Hiện nay, cầu treo Đạc Rông đang gặp sự cố nguy hiểm. Qua việc kiểm tra kỹ thuật, lực lượng chức năng đã phát hiện một số hư hỏng như xuất hiện các vết nứt ngang, dọc tại nhịp số 4, lớp phủ bê tông nhựa mặt cầu trên nhịp 2, xuất hiện nhiều vết nứt ăn theo hướng ngang cầu và một vết nứt kéo dài từ làn dưới trái tuyến sang phải tuyến với bề rộng 0,1 đến 0,3mm. Khi có xe tải nặng lưu thông qua cầu, kết cấu nhịp cầu có hiện tượng rung mạnh, làm bung mối nối một ống bảo vệ cáp dây văng tại nhịp số 3 trái tuyến. Trước thực trạng này, khu quản lý đường bộ 2 đã bố trí nhân lực trực gác 24/24 giờ để điều tiết các xe tải khi qua cầu. Hiện khu quản lý đường bộ đang yêu cầu cơ quan chuyên môn kiểm định chất lượng cầu này. Sau khi có kết quả kiểm định chất lượng sẽ có hướng xử lý cụ thể. Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông đường Lê Lợi quận 1 nhằm phục vụ tổ chức lễ hội sâm và hương liệu dược liệu quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Kể từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5, cấm các loại xe lưu thông vào phần đường dành cho xe ô tô trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Hàm Nghi, quận 1. Người điều khiển phương tiện chuyển hướng lưu thông vào phần đường hỗn hợp trên đường Lê Lợi theo hai hướng lưu thông. Sở Giao thông Vận tải thành phố yêu cầu người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattv.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng hôm nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Thưa quý vị, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo quốc gia quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải pháp. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng
Thời gian qua, công tác quản lý sử dụng đất đai Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, thách thức vì sự chồng chéo của nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản hay đấu thầu. Tuy nhiên, khi luật đất đai năm 2024 cùng các luật có liên quan vừa được Quốc hội thông qua sẽ gỡ nhiều vướng mắc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với các cơ chế chính sách đặc thù của Nghị quyết 98, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy tốt nguồn lực từ đất đai để phát triển kinh tế xã hội. Theo ông Phùng Quốc Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã có những bước tiến bộ và có nhiều cải cách trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Đất đai đã trở thành một nguồn lực to lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiển đánh giá, nguồn thu từ đất đai của thành phố khoảng 40.000 tỷ đồng trong một năm là một con số rất lớn, thậm chí bằng số thu ngân sách của một số tỉnh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã là siêu đô thị, chắc chắn đến năm 2050 và cuối thế kỷ này thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành một đại siêu đô thị rất lớn, quy mô dân số không phải là 14 triệu dân nữa mà có thậm chí lên đến 20 triệu dân. Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, thành phố đang bị mất cân đối rất lớn về vấn đề việc quản lý phân bổ đất đai. Cụ thể là thành phố đang thiếu quỹ đất lớn cho giao thông, nhà ở, giáo dục và đặc biệt dành cho công nghiệp, công nghệ cao, không có các dự án lớn để tạo sự bứt phá. Điều này khiến cho khả năng thu hút đầu tư của thành phố, nhất là FDI, đang có bị chậm lại. Ngoài ra, giá đất của Thành phố Hồ Chí Minh đang quá cao so với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, giá thành sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư. Theo ông Hiển, nếu cứ đà này sẽ cản trở quá trình đầu tư phát triển của thành phố. Ông Hiển cũng nêu thêm vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp hiện nay vẫn còn bất cập. Ông dẫn chứng số liệu hơn 80.000 tỷ đồng không thu được từ việc cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong khi đó, việc định giá đất, xác định giá đất cũng là vấn đề, xác định bằng cách nào, vào thời điểm nào cũng là câu chuyện đang được đặt ra. Vấn đề này cũng không phải của riêng Thành phố Hồ Chí Minh, là của nhiều tỉnh thành khác. Các đại biểu cũng cho rằng tình trạng lãng phí đất công, trong đó có các địa chỉ nhà, đất công thuộc quản lý của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố vẫn là vấn đề đáng quan ngại. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác phối hợp xử lý của Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan trung ương vẫn chưa quyết liệt, gây lãng phí tài sản công và thất thu ngân sách. Tại hội thảo, bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng thông tin, nhiều chính sách pháp luật liên quan đến việc quản lý sử dụng đất sắp có hiệu lực, gồm các luật đất đai 2024, nhà ở 2023, kinh doanh bất động sản sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc cho các đô thị, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh còn có thêm cơ chế chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98 sẽ phát huy tốt các nguồn lực về đất đai của thành phố. Bà Hạnh nêu 5 nhóm chính sách sẽ có tác động rất lớn để việc quản lý sử dụng đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh khi các luật nêu trên có hiệu lực. Cụ thể là nhóm chính sách liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Theo đó, luật đất đai 2024 đã có những quy định để tích hợp giữa 3 quy hoạch này. Đơn cử như luật đất đai 2013 quy định, một số đô thị không phải lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà chỉ cần lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Đến luật đất đai 2024 đã quy định rõ là các quận, thành phố, thị xã trực thuộc thành phố, trực thuộc trung ương thì không phải lập quy hoạch sử dụng đất khi đã có quy hoạch chung của thành phố được duyệt. Theo bà Hạnh cho hay, đây là điểm rất mới khi lồng ghép, tích hợp các quy hoạch, tránh mất thời gian và thêm thủ tục. Thứ hai là nhóm chính sách liên quan đến việc thu hồi đất, các vùng phụ cận, các nhà ga, các nút giao thông khi phát hiện các tuyến và điểm kết nối giao thông. Bà Hạnh cho rằng vấn đề này Nghị quyết 98 đã có đề cập vấn đề này. Đồng thời, luật đất đai 2013 cũng quy định nhưng lại không xếp vào danh mục trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Vì vậy, khi các địa phương triển khai thì rất vướng, bà Hạnh cho hay điều này đã được tháo gỡ khi luật đất đai 2024 xếp trường hợp này vào danh sách thuộc danh mục thu hồi đất. Nhóm chính sách tiếp theo bà Hạnh sẽ tác động rất lớn đến diện mạo đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là liên quan đến việc khai thác hiệu quả không gian ngầm đô thị. Luật quy hoạch hiện nay cùng các nghị định hướng dẫn đã có quy định về vấn đề này, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở việc sắp xếp không gian ngầm. Ngoài ra, hai nhóm chính sách còn lại là về quản lý hiệu quả, quản lý không gian trên mặt đất gắn với quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và nhóm chính sách phát triển nhà ở xã hội cũng đã được luật đất đai 2024 chi tiết. Thưa quý vị, theo ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Thành phố Hồ Chí Minh nên đi tiên phong trong việc tổ chức triển khai. Trước mắt là chú trọng khâu ban hành văn bản kịp thời, đầy đủ, chất lượng,
phù hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội địa phương để đảm bảo rằng khi luật có hiệu lực thì sẵn sàng triển khai luật ngay. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Vượt đường dài mà 9 người 10 ý, thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ, tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG. Rất sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. 9 người đây cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính thưa quý vị, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Phạm Văn Bền, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh gửi qua fanpage Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh PLO.vn phản ánh. Ông đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nên hay dò tìm thông tin trên mạng xã hội. Có một trang quảng cáo làm hồ sơ đi Úc trọn gói chỉ 35 triệu đồng. Họ hướng dẫn đóng tiền theo 3 bước, sau đó sẽ hoàn tiền lại khi đủ các điều kiện quy định. Vì thấy giá rẻ nhưng lại phải chuyển tiền trước nên ông cũng nghi ngờ nên không đồng ý chuyển tiền. Từ đó bên kia chặn luôn thông tin liên hệ của ông. Ông phản ánh đến báo để bạn đọc cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo như trường hợp ông vừa gặp phải. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Nguyễn Thị Bạch Liên, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Năm 2018, nhà bên cạnh xây dựng lấn chiếm đất của gia đình bà vi phạm chỉ giới xây dựng, làm cho tường nhà của bà bị nứt, lún, gây ảnh hưởng đến kết cấu an toàn của căn nhà. Bà yêu cầu nhà kế bên tháo dỡ xây dựng trái phép và khắc phục hư hỏng, nhưng nhà hàng xóm không thực hiện. Bà gửi đơn ra chính quyền. Chính quyền đã ra quyết định xử phạt, đồng thời buộc tháo dỡ, nhưng 5 năm nay hộ này không tháo dỡ, chính quyền không cưỡng chế công trình vi phạm. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình Nóng Hôm Nay ngày 15 tháng 5 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.